tiết. Thưa quý vị, năm 2021, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Bà Rịa Vũng Tàu xếp vị trí thứ 9, tăng 6 bậc so với năm 2020. Tuy nhiên, trong 10 chỉ số thành phần thì vẫn có 3 chỉ số giảm điểm, trong đó chỉ số gia nhập thị trường được đánh giá chưa tốt. Chỉ số này do Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối. Vì vậy, để cải thiện trong năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư nỗ lực duy trì thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tập trung triển khai các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian xử lý thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo 100% hồ sơ xử lý đúng thời hạn theo quy định và theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2008, nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ trước thời hạn 3 ngày theo quy định, nâng cao tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Sở cũng kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính qua nhiều kênh, website, bộ phận một cửa, mạng xã hội, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp tìm hiểu và thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu đến năm 2023, 90% người dân doanh nghiệp hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính, lĩnh vực đăng ký kinh doanh, và năm 2025 tăng tỷ lệ hài lòng lên 98%.